Xin chào tất cả các bạn, mình là Hương, trợ lý bác sĩ Khiêm tại Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS. Hôm nay thì EMCAS trở lại với một buổi nói chuyện thân mật cùng với bạn Phương. Phương có thể chia sẻ một chút về bản thân mình không ạ? Dạ, xin chào chị Hương, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Phương, em đến từ An Giang. Cách đây 2 tuần em có đến đây phẫu thuật nâng ngực. Và trước khi thì cũng như mọi người thôi, trước khi làm ca phẫu thuật nào thì mình cũng đắn đo. Nhưng mà sau khi gặp chị Hương thì chị Hương tư vấn cho em quá nhiệt tình, là chị em quyết tâm em thay đổi. Cảm ơn Phương rất là nhiều về những chia sẻ đó. Thì trong cái thời gian mà nghỉ dưỡng và hồi phục á, thì có cái gì đó xáo trộn về cuộc sống bình thường của mình không ha? Thì 3 ngày đầu thì em có đau và khó chịu, nhưng mà sau 3 ngày đó là em hoạt động bình thường. Trước đó thì như thế nào mà cơ duyên nào mà Phương biết được Bệnh viện EMCAS luôn ha? Thì trước đó thì ai cũng khen là em có khuôn mặt xinh nhưng mà cái ngực thì không có, nên là mình không có tự tin mặc đồ. Và mình cũng nhận ra được cái bản thân của mình là nó khiếm khuyết cái chỗ đó, nên là em quyết định lên đây. Nhưng mà khi lên đây thì em chỉ định là nghe tư vấn thôi, chứ em chưa có quyết định để làm. Và sau khi mà chị Hương tư vấn cho em thì em quyết tâm em làm. Quyết tâm làm và được như ngày hôm nay Phương ha? Đúng rồi, ngày hôm nay em rất là tự tin diện mọi bộ trang phục. Và Phương có thể chia sẻ một chút về những cái khách hàng mà đang đắn đo và chưa có dám làm đẹp giống như là Phương trước đó. Thì em nghĩ là mấy chị em phụ nữ là nên mạnh dạn lên để đi làm đẹp đi. Tại vì mình làm đẹp cho bản thân mình mà, sau khi mình làm đẹp là mình sẽ rất là tự tin luôn á. Vừa rồi là những chia sẻ của bạn Phương về dịch vụ đặt túi ngực tại Bệnh viện Thẩm mỹ EMCAS. Nếu các bạn có cần những thông tin về dịch vụ làm đẹp, có thể liên hệ với Hương qua số điện thoại 0909 323 489 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.